Rồi chưa? Rồi vô. Vô. Chào mừng các bạn quay lại với sân sân Phủi Cầu Long Bầu Cát Ba nha. Trận đấu mà các bạn vừa bắt đầu xem là cuộc đối đầu kinh điển giữa giữa hai đội, và bên kia phía xa là áo màu cam Nam là Cường Nhỏ, phía trên áo đỏ là Minh Ngọc, áo trắng là Thí Liễu, còn bên này áo áo xanh nước biển là Minh Trung, biệt danh là Trung Lưới, còn áo đen là Hồng Thắm, còn áo đen mà có cái đôi giới của Thủ tướng Nhật Bản tặng đang mang đó là Kiều Quỳnh. Quỳnh hay lắm Trung ơi, trời ơi bỏ nhỏ thăng sâu rất là xuất sắc. Trung vừa rồi đã bỏ nhỏ mà có thể nói là rất vừa vặn, rất vừa đủ, hay lắm. Anh Trung là luôn tiết kiệm, không có để dư, mặc dù là cái đó chỉ là trái cầu nhưng mà dân không để dư, phải tiết kiệm hết tất cả. Ôi Cường Nhỏ là được coi là ác chủ bài ở đây, nhưng mà vừa rồi đã đánh một trái rất là vô duyên, giúp cho cái đội bên kia bị, đã làm cho cái đội bên kia mất điểm hai quá Trung ơi. Rồi nếu đó mà vô trong sân thì phải nói là một pha thần sầu mà thế giới cũng phải kính nể, thì rất tiếc là nó ở ngoài khoảng chừng một tắc. Trung ôi lại thất bại nữa rồi, bao nhiêu? 2-5 vẫn nghiêng về phía của đội Trung Lưới Kiều Quanh với lại Hồng Thắm. Tốt cầu. À, 3-6 vô. Thí Liễu, Hồng Thắm. Thắm bây giờ sẽ là ắt với bài chú bài ở tiếng trên. Đúng rồi, 7-3. Còn Trung là sẽ phụ trách phía dưới, Kiều Quanh lo bên biên phải. Còn bên kia Cường chịu trách nhiệm 2/3 sân, còn lại 1/3 sân giao cho Ngọc và Liễu. Vô. Trung vừa rồi đã quýnh hỏng rồi. 4-8. Minh Ngọc. Minh Ngọc. Ui, không qua 5-8. Đội của Cường bên kia là về cơ bản là bị với cái tình hình thời tiết như vậy là đội của Cường là bị ngược gió, cho nên là đội Cường là mặc dù điểm là chỉ mới có 5 nhưng mà 6 rồi, nhưng mà vẫn không lép vế lý do là bị ngược gió. Qua bên này kinh nghiệm lâu năm thì là bên chơi chỉ cần 5 là đạt yêu cầu, 6 thì quá tốt rồi. 9-6, tỷ số bây giờ là 9-6. Kiều Quanh giao cầu Liễu. Ô, 7-9. 7-9, đội của Cường đang phơi phới rồi. 0-7 rồi, đã bên. Hai bên đổi sân để thi đấu tiếp. Đội của Cường bây giờ là ngược gió, đội Trung Lưới là thuận gió, đội của Trung Lưới là ngược gió rồi. Cường Nhỏ, thấy chưa? Qua bên này là vừa thuận gió là Cường Nhỏ đã phát huy được sức mạnh liền. Bây giờ là 8-0, tỷ số đang được rút ngắn xuống. Có thể nói là đội của Cường là giành chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tôi nhận định như vậy, có một chút thiên vị nho nhỏ thôi, không nhiều. Vô quýnh đi. Ngoài. Giờ Thí Liễu giao cầu, bình thường thì hiệu quả giao cầu của Thí Liễu là 30%. Có nghĩa là 10 trái thì Thí Liễu sẽ giao vô trong sân được 3 trái, còn 7 trái Thí Liễu sẽ giao ra ngoài. Quýnh đi. Quên. Hay lắm. Ôi, thân sâu quá. Vừa rồi các bạn, nếu xem cầu lông thế giới các bạn sẽ không bao giờ chứng kiến được những pha cầu kịch tính như pha vừa rồi. Nhất là pha của mình là Ngọc là thế giới gần như là không có. Những cầu lông mà lên hình, lên ảnh, lên phim giống như các bạn đang xem là không thể nào có pha giống như vừa rồi của Minh Ngọc. Hay, thấy không? Thấy không? Thấy không? Đó. 10, 12. Tỷ số tiếp tục được rút xuống. Hay quá, nhìn Thí Liễu đến kia. Đó, thấy chưa? Cường. Cường là ác chủ bài mà quýnh trận này nhiều trái vô lưới quá, như vậy là không được. Thí Liễu, quýnh đi. Ngoài, trời ơi, nó hụt cầu rồi thầy ơi, nhưng mà vẫn ngoài. Ngoài. Phải chi nó trúng cầu cho nên thầy đỡ biết má cho thầy. Rồi quên. Ui giời, trời nó hiền.
Thấy chưa? Đó, thấy chưa? Thấy nó quýnh hiền chưa? Các bạn thấy nó quýnh hiền chưa? Xem các em quýnh là chúng ta rất là có động lực đi quýnh cầu. Nhiều người á, ngại kêu là tôi quýnh cầu không tốt vậy nọ, tôi không dám, không muốn đi đánh cầu. Nhưng mà xem trận này là các bạn thấy hoàn toàn tự tin để mà đi đánh cầu. Tới đó, thấy không? Vui là chính. Đó, hay chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thằng sau chưa? Canh sẵn thấy chưa? Có thấy thế nào là canh sẵn không? Canh sẵn chỉ cần bỏ vô đúng vị trí thôi. Đó, đánh cầu lông nó rất là đơn giản vậy, ai quýnh được. Đây, đó, đây, thấy chưa? Vậy người ta vẫn quýnh được thôi, thấy không? Đó, từ xa một ông áo xanh chạy theo cầu chuối nhũi đỡ được quả cầu qua. Bên này ngồi nó canh sẵn cuối cùng, không quýnh hụt. Đó, vẫn ngon lạnh, không vấn đề hết. Vô, thấy cường nhỏ không? Đó, cường nhỏ nè, chuẩn bị vô lưới nè, cũng bình thường thôi nè. Đó, thấy chưa? Thấy em nó quýnh hiền không? Đó, nó hiền không? Hiền không? Hiền không? Hiền không? Thấy nó quýnh hiền chưa? Hiền nè, nè hiền nữa nè, hiền đó, ác rồi. Tới anh này là hết hiền rồi. Vô, đó, quýnh ác kêu coi. Đó, thấy chưa? Nhưng mà hai hồng, đó là chỉ là động tác, động tác giả thôi, giả bộ nhảy lên vậy thôi, chứ đâu quánh đó là trong tính toán hết, chứ không phải quánh hụt đâu nha. Thật sự là quánh hụt chỉ có 30% thôi. 10 trái hụt cầu là hết 7 trái là chiến thuật rồi. Vô, động tác giả vô. Ây dồ, hết chỗ trúng là sao mà trúng, cường quánh trúng cái chỗ vậy. Quánh đi, quánh đi, quánh nữa đi, hay quá. Cái này là trong trong lưới vừa rồi đã quýnh trái này là xuất sắc. 16 17 nha các bạn. Ngoài. 8 6. 9 6. À, đội của Cường bây giờ đang là băng băng về đích rồi, 19 16 đó các bạn ơi. Ngoài đó. Tỷ lệ giao cầu của Minh Ngọc máy tính đã đưa ra dự đoán là khoảng chừng 40%, có nghĩa là giao 10 trái thì là 6 trái ra ngoài còn 4 trái vào trong. Cường hay lắm Cường ơi, hay lắm. Đập à. Rồi, 6 ly cà phê. Cao thủ quá, thật là cao thủ ghê luôn. Đánh cái cầu đó là không ai quýnh được đâu ha. Theo quy định của sân này, nếu như mà nam mà đánh trúng nữ, trúng người nữ thì sẽ thua một chầu cà phê, còn ngược lại nếu mà nam mà để bị nữ đánh trúng cầu thì nam sẽ mất một chầu cà phê. Chính những quy định dù là rất nhỏ nho như vậy nhưng mà nó khiến cho cái hội là luôn vui vẻ và rõ ra không có gì hết. Ý dồ, nguy hiểm, trúng vật rồi, trúng vật rồi, ủa trúng vật rồi. Rồi bao nhiêu rồi, nhiêu rồi? Dạ là 21 đều. Tưởng đâu là hai bên này là bên mạnh bên nhẹ như nhà cái nhận định, nhưng mà cuối cùng là tới thời điểm này là rất là căng tay căng sức. 21 đều rồi, quýnh coi. 22 21, đội của Trung có cơ hội rất lớn để chiến thắng rồi. Ngược với lại ấy da, không qua. Chúc mừng cái đội của Trung lưới Kiều Oanh với lại Hồng Thắm nha. Bye bye.